Ngày 28 tháng 9, tại trường mầm non đô thị Sài Đồng, quận Long Biên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức lễ khai mạc hội thi nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp học mầm non năm học 2024-2025. Hội thi nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp học mầm non thành phố Hà Nội năm nay có 140 nhân viên nấu ăn xuất sắc, đại diện cho 70 trường mầm non trên toàn thành phố tham gia tranh tài. Mỗi cặp nhân viên nuôi dưỡng dự thi gồm 3 nội dung: thi xây dựng thực đơn, thi chế biến 10 suất ăn một ngày cho trẻ tại các trường với mức tiền từ 25.000 đồng một trẻ một ngày, thi thuyết trình về thực đơn, định lượng khẩu phần các món ăn cho trẻ theo sản phẩm dự thi. Hội thi là dịp để các nhân viên nuôi dưỡng thể hiện tài năng, tôn vinh các nhân viên nuôi dưỡng giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em khoa học, tạo động lực cho nhân viên nuôi dưỡng phấn đấu, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mầm non. Nhận định giáo dục mầm non còn nhiều khó khăn so với các cấp học khác, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, thời gian tới, ngành giáo dục đào tạo sẽ đề nghị thành phố tổ chức nhiều sân chơi hơn, có nhiều cơ chế chính sách hơn để động viên khích lệ, tạo môi trường tốt hơn để đông đảo các thầy cô giáo có dịp phát huy năng lực của mình.